vén màn ngủ triền cái, bước sạch thất kiết sử. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, sau khi quán tét thông suốt rồi dùng pháp hướng tâm quét sạch lậu hoặc, xin thầy dạy cho cách vén màn ngủ triền cái, bước sạch thất kiết sử. Đáp: Ngồi quan sát thân, thọ, tâm, pháp của con và đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó là cách thức con đã bén màn ngũ triền cái và bức sạch thất kiết sử. Nhưng con phải biết rõ, phải nhận thấy tâm nào là tâm tham triền cái và tâm nào là tâm tham kiết sử, phải phân biệt cho rõ ràng. Các con đã học lớp chánh kiến chưa? Trong lớp chánh kiến có bài học về ngũ triền cái và thập thất kiết sử. Khi học xong lớp chánh kiến thì không có một niệm ngũ triền cái hoặc một niệm thất kiết sử nào qua mặt con được. Vì có học nên con thông suốt tất cả ngũ triền cái và thập thất kiết sử đều là ác pháp, nên không bao giờ con lầm nó. Không bao giờ lầm nó, do đó con không chấp nhận cho nó tái diễn tới lui, nên ngăn và diệt tận gốc. Khi biết rõ nó thì nhất định không làm theo nó. Không làm theo nó tức là ly nó. Và không làm theo nó mãi thì nó bị diệt mất, không còn tới lui nữa. Diệt ngũ triền cái và thập thất kiết sử chỉ có tri kiến giải thoát. Mà tri kiến giải thoát ở đâu thì giới luật ở đó. Cho nên giới luật càng sống nghiêm túc thì tri kiến giải thoát càng thông suốt. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến là thanh tịnh giới luật. Như vậy, tả tâm ly dục, ly ác pháp bằng tri kiến giải thoát, chứ không phải tả tâm bằng nhiếp tâm trong hơi thở ra, hơi thở vô, bằng đi kinh hành, bằng niệm Phật, niệm chú, tụng kinh, bằng tham công án thoại đầu, vân vân. Muốn tu tập theo Phật giáo, quý vị hãy lưu ý những lời dạy trên đây. Xả tâm bằng chánh tri kiến để chứng đạt chân lý, tâm thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không phải xả tâm bằng chế ngự vọng tưởng, chẳng niệm thiện, niệm ác để kiến tánh thành Phật hoặc để được nhất tâm, nhờ đó để được Phật rước về cõi cực lạc Tây Phương.